Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, trong video lần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về phần 1 những điều cần biết về thị trường chứng khoán phái sinh liên quan đến khái niệm và các công cụ tài chính của nó. Trong phần 2 ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục khám phá về các loại chứng khoán phái sinh và vai trò của nó tại thị trường này nhé. Tại thị trường chứng khoán phái sinh, có các loại chứng khoán phái sinh cơ bản như sau. Thứ nhất là hợp đồng kỳ hạn. Hợp đồng kỳ hạn là công cụ lâu đời nhất và có lẽ vì lý do đó mà nó ít phức tạp nhất. Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng giữa hai bên, giữa người mua và người bán để mua hoặc bán tài sản vào một ngày nào đó trong tương lai với giá đã thỏa thuận trong ngày hôm nay. Nếu vào ngày đáo hạn, giá thực tế cao hơn giá hợp đồng thì người sở hữu hợp đồng sẽ kiếm được lợi nhuận, ngược lại thì người sở hữu hợp đồng sẽ chịu một khoản lỗ. Đây là một dạng hợp đồng có sự thỏa thuận song phương giữa các bên. Giá được ấn định theo thỏa thuận của các bên tham gia. Tiếp theo là hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai hay còn gọi là hợp đồng giao sau là hợp đồng giữa hai bên người mua và người bán để mua và bán tài sản vào một ngày trong tương lai với giá đã thỏa thuận trong ngày hôm nay mà không phải phụ thuộc vào giá ở thời điểm thực hiện hợp đồng. Như vậy, hợp đồng tương lai khá giống với hợp đồng kỳ hạn, tuy nhiên nó vẫn có những sự khác biệt như hợp đồng tương lai là một hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, được giao dịch có tổ chức trên sàn giao dịch. Giá được điều chỉnh hàng ngày theo điều kiện thị trường với mức độ rủi ro đáng kể bởi sự đảm bảo của sàn giao dịch. Thứ ba là quyền chọn. Mua và bán quyền chọn cũng có những nét tương đồng với hợp đồng kỳ hạn, nhưng quyền chọn không bắt buộc phải thực hiện giao dịch. Còn người sở hữu hợp đồng kỳ hạn bắt buộc phải thực hiện giao dịch. Hai bên trong hợp đồng kỳ hạn có nghĩa vụ phải mua và bán hàng hóa, nhưng người nắm giữ quyền chọn có thể quyết định mua hoặc bán tài sản với giá cố định nếu giá trị của nó thay đổi. Theo đó, có hai quyền chọn. Quyền chọn mua, tức là người mua quyền chọn phải trả một khoản tiền, gọi là phí quyền chọn cho người bán. Người mua sẽ có quyền được mua một lượng tài sản nhất định theo một mức giá thỏa thuận trước, tại một thời điểm xác định trong tương lai. Người bán nhận phí quyền chọn có trách nhiệm phải bán một lượng tài sản như đã thỏa thuận cho người mua theo mức đã thỏa thuận. Vào thời điểm xác định trong tương lai hoặc trước thời điểm đó, khi người mua muốn thực hiện quyền chọn mua. Quyền chọn bán, nghĩa là người nắm giữ một lượng tài sản mua phí quyền chọn bán của nhà cung cấp quyền chọn bán để đảm bảo rằng tài sản của mình sẽ chắc chắn được bán ở một mức giá nhất định trong tương lai. Thứ tư là hợp đồng hoán đổi. Trong hợp đồng hoán đổi, hai bên đồng ý hoán đổi dòng tiền bằng việc trao đổi một dòng tiền này và lấy một dòng tiền khác từ bên kia. Các dòng tiền được tính toán dựa trên một con số ước tính nhất định. Tại thị trường chứng khoán phái sinh, bên cạnh các loại chứng khoán phái sinh cơ bản, thì thị trường này còn được kể đến với vai trò như sau. Sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh mang lại khá nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. Không chỉ đưa ra những dấu hiệu chỉ báo giá trong tương lai của tài sản gốc, chứng khoán phái sinh còn là công cụ phòng vệ rủi ro cũng như đầu tư đầu cơ hiệu quả. Sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh được kỳ vọng là sẽ làm tăng tính hiệu quả của thị trường chứng khoán, thu hút thêm vốn, tăng giá trị giao dịch và thanh khoản của thị trường. Thị trường chứng khoán phái sinh còn là công cụ phòng vệ rủi ro hiệu quả. Chứng khoán phái sinh đồng thời cũng có thể làm tăng rủi ro cho nhà đầu tư. Với các công cụ chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư có thể bán khống chứng khoán không căn cứ. Mặt khác, khi tham gia thị trường chứng khoán phái sinh thì cần bỏ ra một số vốn ban đầu nhỏ, nhưng những nhà đầu cơ thường sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Điều đó sẽ làm tăng mức độ rủi ro và có thể làm tăng biến động giá trên thị trường cơ sở. Phần 2 những điều cần biết về thị trường chứng khoán phái sinh cũng đã khép lại tại đây. Hy vọng nội dung trên đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường chứng khoán phái sinh và đó có thêm thông tin hữu ích giúp những quyết định đầu tư chính xác trong tương lai. Chúc các bạn có một ngày giao dịch hiệu quả. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.